Đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và nơi nào có vị trí thì quỳ, và không có vị trí thì mình đứng. Và người đứng người quỳ đồng chắp tay dâng lên giá nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi. Cảm ứng chứng minh, hôm nay ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Dần, chúng con có đi viếng núi Tiên Cẩm Sơn, hiện diện có ghé chùa Quan Âm và đang làm lễ trước Tam Bảo Phật Đài. Chúng con xin cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, ba tánh được an cư lạc nghiệp, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Cầu nguyện cho cửu quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu cho ba tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nhờ ơn Đức Phật từ bi ban bố cho đoàn chúng con khi đi vui vẻ mạnh lành, khi về được giải hết quả căn và được kết duyên lành cùng Phật Pháp, và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và thứ xong chúc mời đứng lên và sáng ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Toàn thể quý bà cô bác và anh chị em có mặt hiện diện kính mến, thì thưa cùng toàn thể chúng quý vị, trong một cái buổi sáng hết sức là mát mẻ vừa qua, quý cô bác và anh chị em cùng với ban tổ chức chúng ta đã viếng vào một cái điểm, đó là ngôi chùa Vạn Linh. Và giờ đây tiếp tục đoàn của chúng ta tiến thẳng lên cái vồ Bồ Hông. Cái vồ Bồ Hông là một cái vồ thuộc ở trong cũng như là năm non, một ở trong năm non. Và cái vồ này có một cái chiều cao đó là 716 m, là một cái đỉnh cũng như cao nhất ở núi Cấm. Thì vừa qua quý cô bác và anh chị em chúng ta đã lội qua một cái dốc hết là sức là dài, hết sức là dài. Và quý cô bác và anh chị em chúng ta dừng chân lại nơi đây, chúng ta sẽ tức là nghỉ ngơi để rồi lấy võ công tiếp tục, chúng ta cũng như là tiến bước lên cái đỉnh cao nhất. Thì thưa quý vị, vừa qua cũng như anh Phận đã kể qua cũng như những cái mẫu chuyện vui mà quý cô bác và anh chị em chúng ta mình cười nghiêng cười ngửa ha, cười đây mai mốt về 3-4 bữa cũng vẫn còn cười. Thì vừa qua thì trong cũng như ban tổ chức thì anh em cũng như lưng phiên với nhau nói chuyện, nếu anh Phận nói chuyện cười thì con sẽ ngược lại, con sẽ nói cũng như những cái tinh thần đạo đức. Còn nếu như mà con nói chuyện vui thì anh Phận sẽ sâu vô những cái chương trình đạo đức để cho cũng như thay đổi món ăn. Thì thưa quý vị, ở phía sau của con đây là tượng mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm. Con sẽ kể một chuyện liên quan đến cũng như tượng mẹ Quan Âm. Thì thưa quý vị, thời xưa đó thì khi mà nàng Lan Anh đó cha mẹ sanh ra, lúc này đó là cha mẹ mất sớm, nàng Lan Anh mới được bà dì đem về nuôi. Nhưng mà điều khi mà nuôi nàng Lan Anh đó, nàng Lan Anh lớn lên quý vị, nàng Lan Anh rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Chẳng những đó là nàng ta cũng như là sắc lại đẹp mà lại lòng lại đẹp nữa quý vị. Mỗi một ngày như vậy đó mà bà dì đó sai ra ở ngoài chợ mua đồ, thì nàng nhín một chút ít tiền lại ngay chỗ cái sạp nhang của anh Trương Văn Hoài á, mua một ớt nhang và đi lại ở đằng cũng như một cái chùa. Tại vì gần chợ đó có một ngôi chùa, và trước sân chùa đó là có cái tượng mẹ Quan Âm y gì nè quý vị. Nàng mới thắp hương và nàng nguyện. Nàng nguyện như vậy: thân con mồ côi mồ cút, cha mẹ mất sớm, con sống với bà dì. Nay con xin thành tâm quỳ trước tượng Phật Quan Âm, nhờ Phật bà Quan Âm hộ độ cho con sau này gặp người chồng, chồng con sẽ là vua và con sẽ trở thành hoàng hậu.
trong đoàn của mình sớm tới giờ có ai nghỉ gì không mấy cô mấy chú? Quá cao. Có không quý vị? Trong đoàn của mình đó là không có nguyện trở thành cũng như hoàng hậu, nhưng con tin chắc rằng đó mỗi tâm nguyện của quý vị chúng ta ai cũng có hết. Người thì con bệnh hoạn ốm đau quá, nhờ cũng như là các vị sơn thần cũng như tượng mẹ mẹ Quan Âm hộ độ con về hết bệnh. Người thì làm ăn lỗ lã quá, nguyện cho con về chiến này làm ăn được cũng như là giàu có phát triển, phải không quý vị? Nhưng mà điều đặc biệt đó, nàng Lan Anh thì nàng chỉ nguyện cho con sau này gặp người chồng, chồng con sẽ là vua và con sẽ trở thành hoàng hậu. Điều nguyện ấy đạt thành kết quả không, mời quý vị tiếp tục theo dõi để DVD tiếp theo. Mời quý vị cho chồng có tay. Thì anh Trương Văn Hoài đến lúc bấy giờ bán nhang cho nàng Lan Anh đó, thì anh mới ngạc nhiên. Tại sao nàng Lan Anh bữa nào cũng lại mua nhang mình, bữa nào cũng lại nguyện ở dưới chân tượng mẹ Quan Âm? Thôi bữa nay đó mình bán nhang cho cô, mình núp ở ngoài sau tượng rình nghe coi là cô nguyện những cái điều gì. Thì nàng Lan Anh cũng y như mỗi bữa quý vị, chỉ một lần nguyện một duy nhất. Nàng thắp hương xong quỳ xuống thân con mồ côi mồ cút cha mẹ mất sớm, con sống với bà dì. Nay con xin thành tâm quỳ trước tượng mẹ Quan Âm, nhờ mẹ Quan Âm hộ độ cho con sau này gặp người chồng, chồng con sẽ là vua và con sẽ trở thành hoàng hậu. Lúc này anh Trương Văn Hoài nghe được giả giọng Phật bà Quan Âm liền: Này này Lan Anh con, ta nghe con thành tâm tha thiết khẩn cầu, thôi ta chỉ điểm cho con hãy ưng cậu Trương Văn Hoài đi. Tuy mặc dù hôm nay bán nhang, nhưng sau này Trương Văn Hoài sẽ là vua và con sẽ trở thành hoàng hậu. Nhớ nghe Lan Anh. Nhưng mà điều nói luôn ba lần vậy quý vị. Nàng Lan Anh ngỡ đây là Phật bà hiển linh thật sự quý vị. Nàng vui mừng lắm. Sách vỗ sách về ăn, chạy về nhà liền. Chạy giết về nhà. Cái tới nhà bà dì hỏi Lan Anh, con làm gì con chạy dữ vậy? Nói dì ơi, bữa nay con nguyện trước tượng Phật Quan Âm á, Phật bà Quan Âm á kêu con ưng anh Trương Văn Hoài, sau này anh Trương Văn Hoài sẽ là vua và con sẽ trở thành hoàng hậu. Dì nghĩ như thế nào dì? Lúc này bà dì đó mới trả lời liền: Ai mách bảo thì dì không tin, nhưng Phật bà Quan Âm đã hiển linh như vậy rồi, con hãy làm theo những điều Phật bà mách bảo đi con. Lúc này nàng Lan Anh mừng quá quý vị. Qua buổi sáng ngày hôm sau, nàng Lan Anh đi ra ngoài chợ kiếm anh Trương Văn Hoài liền. Lúc này gặp anh Trương Văn Hoài mới nói: Anh Trương Văn Hoài ơi, ngày hôm qua đó em nguyện trước tượng Phật Quan Âm, Phật bà Quan Âm kêu em ấy hãy ưng anh đi, sau này anh sẽ là vua, em sẽ trở thành hoàng hậu. Mơ ước của em chỉ một điều duy nhất, trở thành hoàng hậu. Thôi bây giờ đó anh dắt em về nhà, em sẽ ra mắt mẹ anh và ba anh, em sẽ xin làm dâu. Lúc này anh Trương Văn Hoài bắt đầu làm bộ nói: Cô ơi, tôi nghèo khổ, xấu trai, học thức chữ nghĩa không có bao nhiêu, làm sao tôi trở thành làm vua được? Nhưng tôi cho cô biết, hồi tối nay tôi nằm mộng, tôi thấy Phật bà nắm tay tôi đứng ở trên một vầng mây bay đi một đổi. Và Phật bà mới chỉ nói: Này con, làm sao con cưới người con gái này cho bằng được? Khi con cưới được người con gái này, con chắc chắn sẽ là vua và người con gái này trở thành hoàng hậu. Lúc này tôi mới nhìn theo cái ngón tay của Đức Phật chỉ, và nhìn cái người con gái đó chính là cô. Lúc này nàng Lan Anh tin thêm nữa quý vị. Nàng Lan Anh xin liền, nói: Vậy là đúng rồi anh Trương Văn Hoài ơi, anh hãy đưa em về đi, về em sẽ ra mắt mẹ anh. Lúc này anh Trương Văn Hoài mới dắt nàng Lan Anh đi quý vị. Nhưng mà điều đi đó thì về đến nhà của anh Trương Văn Hoài phải băng ngang một cái khu rừng lớn lắm quý vị. Nhưng nàng Lan Anh rất là đẹp. Đi đó là những trai ở trong làng đó, ta gặp nàng Lan Anh ta trầm trồ lắm, ta chọc ghẹo. Nhưng mà điều đó thì đi đó, nó không lẹ, mà lại cũng như là trời càng ngày càng sẩm tối. Nếu mà trời tối á, đi vô trong rừng không được, vì trong rừng này còn cọp lớn rất là nhiều. Cho nên anh Trương Văn Hoài mới ra một cái ý gì, nói: Thôi anh sẽ dồn nhang vô một bên một, em hãy vô trong cái thùng này nè, anh đóng nắp lại anh gánh đi. Thứ nhất đó là cho người ta đó không có gặp em, để người ta không chọc ghẹo. Thứ hai nữa anh gánh em đi cho em khỏe. Như vậy nàng Lan Anh bằng lòng quý vị, mới vô trong cái thùng và anh Trương Văn Hoài gánh đi. Nhưng mà điều khi gánh đi đó vô tới ở trong cái bìa rừng, lúc này thái tử con của vua,
hằng ngày đó là đi kén vợ hết chỗ này đến chỗ kia, hết chỗ kia đến chỗ nọ, nhưng mà đều không gặp người nào vừa ý hết. Thái tử mới buồn, mới xin với vua cha vô trong rừng săn bắn. Lúc bấy giờ vua cha bằng lòng và cho theo một mớ tùy tùng đi cùng với thái tử. Đầu tiên thái tử mới săn được cái con cọp, thái tử mới bắt sống và buộc để trên yên ngựa, thái tử mới đi tiếp tục. Nhưng không ngờ quý vị, giữa anh Trương Văn Hoài và thái tử đi cùng đường với nhau, đi cùng đường với nhau. Anh Trương Văn Hoài mới nghe phía xa xa là có tiếng gieo hò của đoàn quân thái tử. Anh biết đây là đoàn quân của thái tử đang đi. Nếu như mà gặp mình gánh cái thùng như thế này, gạt nàng Lan Anh để trong thùng như thế này, thái tử hỏi và biết được nguyên do thế nào mình cũng bị chém đầu. Nhưng mà điều anh càng suy nghĩ thì càng sợ, mà càng sợ thì đoàn quân của thái tử càng sát lại gần. Chi cho bằng 36 kế tẩu đào di thượng, trốn là thượng sách. Anh mới bỏ cái cặp thùng nhang đó, anh mới chạy sâu vô trong rừng, anh núp. Lúc bấy giờ đó thái tử đi đến gặp cặp thùng cản đường. Thái tử mới hỏi vậy chứ cặp thùng này của ai, hãy gánh vào bên trong cho đoàn quân ta đi qua. Thì thái tử càng kêu anh Trương Văn Hoài nghe và càng sợ càng chạy vô trong rừng sâu, không thấy ai ra hết. Lúc này thái tử mới bước xuống tháo coi cái cặp thùng là cái gì ở trong. Tháo bên đây thì coi nhang không, nhưng tháo cái thùng ở bên đây thì nàng Lan Anh đứng lên quý vị, một sắc đẹp rất là tuyệt vời quý vị. Sắc đẹp mà trong sách ta diễn tả là nhìn đáy nước cá lờ đờ lặng, ngó lên trời chim nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt sai qua tây thi khiếp vía hàng ngang cũng phải giật mình. Rất là đẹp. Khi mà gặp nàng Lan Anh đó, thái tử động lòng liền, và thái tử mới hỏi nguyên do tại sao nàng ở trong cái thùng như thế này. Nàng Lan Anh mới thật lại đầu đuôi câu chuyện. Thái tử mới nói nàng ơi, nàng đã bị người ta gạt rồi. Thôi bây giờ ta cho nàng biết, ta chính là thái tử con của vua, hởm dài để ta đi kén vợ hết chỗ này chỗ kia, nhưng mà đều không gặp người nào vừa ý. Hôm nay bỗng dưng gặp nàng ở trong rừng như thế này, khi gặp nàng ta động lòng liền, đây chắc có lẽ là nhân duyên tiền kiếp. Thôi nàng không chê, nàng hãy cùng ta đi về chào nội. Ta sẽ xin với phụ hoàng sẽ cưới nàng làm vợ, và chỉ có ta sẽ đáp ứng điều mơ ước của nàng. Vì ta là con một của vua, sau này nếu mà vua cha băng hà thì nàng sẽ chính thức trở thành hoàng hậu. Nàng nghĩ như thế nào? Lúc bây giờ nàng Lan Anh khi gặp thái tử, nàng Lan Anh cũng cảm mến đúng không? Khi về chào nội, xin với vua cha mới cưới nàng Lan Anh. Thì lúc bấy giờ vua cha mới bảo thái tử đem nàng Lan Anh ra cho vua cha cũng như xem mắt thử. Thì lúc bấy giờ xem thì vua cha hài lòng vô cùng quý vị. Thì lúc này đó vua cha tác hợp cho nàng Lan Anh sánh duyên cùng thái tử. Một thời gian sau quả thật vua cha băng hà và thái tử chính thức lên ngôi vua, và nàng Lan Anh chính thức trở thành hoàng hậu. Quý vị thấy độc đáo không? Độc đáo, chào hót tay. Còn riêng về anh Trương Văn Hoài đó quý vị, khi mà thái tử dắt nàng Lan Anh đi, thái tử săn được con cọp á, bắt sống á, dồn vô cái thùng lại, buộc dây đâu đó đàng hoàng. Anh Trương Văn Hoài thấy đoàn quân thái tử đi, anh ra gánh cặp thùng về nhà liền, về khoe với mẹ, nói mẹ ơi, bữa nay con đem về cho mẹ một nàng dâu tuyệt sắc. Bà nói cái tướng của mày cọp mà ưng mày. Anh mới nói đây nè, cọp á không, mẹ coi rồi mẹ mới biết. Bắt đầu mở cái thùng ra quý vị, con cọp nó vừa thấy ánh sáng nó nhào ra, hai mẹ con xỉu chật. Mẫu chuyện đến đây mình đóng ngoặc, mình lấy cái ý. Lấy cái ý là nàng Lan Anh nguyện tớ, nguyện lui, nguyện xuôi, nguyện lại gì, chỉ một lời nguyện một. Chỉ một lời nguyện một, cho con sau này gặp người chồng, chồng con sẽ là vua và con sẽ trở thành hoàng hậu. Thật sự y như vậy quý vị. Hôm nay quý cô bác và anh chị em cùng con đây, mình tu theo giáo lý tổ thầy, mình nguyện cúng hằng ngày buổi sáng buổi chiều, chỉ có một lời nguyện một, chỉ có một lời nguyện một. Mà nàng Lan Anh đó nguyện mình nói đó, trở thành hoàng hậu là cái điều nguyện này nó lớn lao vô cùng. Nhưng so về cái bài nguyện của mình đó, thì nàng Lan Anh đó so với bài nguyện của mình mà đức thầy dạy đó, nó nhỏ còn hơn khẽ móng tay đúng không? Khẽ móng tay đó. Mỗi một cái thờ nguyện cúng của mình là tụng được là 7 quyển kinh. 7 quyển kinh chứ không phải thường. Đây quyển kinh thứ nhất là quyển kinh gì quý vị?
Quyển kinh thứ nhất là quyển kinh sám hối. Nghĩa của từ sám hối là quý vị, sám giả, sám kỳ, tiền khiên, hối giả, hối kỳ, hậu quá. Nghĩa là ăn năn lỗi trước và ngăn ngừa lỗi sau, đừng cho tái phạm. Đó là nghĩa của kinh sám hối. Nghĩa kinh sám hối. Mà quý vị, chúng ta tụng cái bộ kinh sám hối nó cũng dạy nhiêu nè. Tụng phải từ là cũng như là cả tiếng đồng hồ, chứ không phải thật. Nhưng mình nguyện cái chưa được 2 phút. Đây, Đức Thầy dạy mình nè. Nam mô thập phương Phật, Nam mô thập phương Pháp, Nam mô thập phương Tăng, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi, Cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo. Xong bộ kinh sám hối. Nam mô thập phương Phật là 10 phương Phật, không còn sót ông Phật nào hết. Nam mô thập phương Tăng, không còn sót ông Tăng nào hết. Nam mô thập phương Pháp, không còn sót Pháp nào hết. Trong đó có Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi, cảm ứng chứng minh cho mình. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo. Quý vị thấy độc đáo không của cô bác vậy chứ? Cho thầy chào khó tay. Nguyện bao nhiêu thôi là xong bộ kinh là sám hối liền. Bây giờ bộ kinh thứ hai là bộ kinh gì quý vị? Phổ Môn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, là xong bộ kinh Phổ Môn. Bộ kinh tiếp theo là bộ kinh gì quý vị? Bộ kinh tiếp theo là bộ kinh Cầu An. Mà đây mình không phải là cầu an riêng cho mình, mà cầu an cho cả thế giới luôn quý cô bác và anh chị. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Cầu cho cả thế giới này bình an luôn. Mà quý cô bác mình đã cả thế giới này mình cho người ngàn ngàn bạc thôi. Ngược lại cả thế giới này đem lại cho mình người ngàn ngàn bạc thôi. Cái xăng này mình chứa tiền không hết. Đó là cái sự. Cái lý mình cầu cho cả thế giới bình an, cái phước trở lại với mình rất là lớn nha mấy cô mấy chú. À, rất là lớn. Bây giờ bộ kinh tiếp theo nữa là bộ kinh gì quý vị? Phụ Mẫu Báo Hiếu Ăn Trọng Kinh. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cổ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Cổ quyền thất tổ chính là ông bà cha mẹ mình đó, ông bà nhiều tiền kiếp của mình. Mình cầu cho được sanh về Tây Phương Cực Lạc các bạn. Bộ kinh tiếp theo nữa là bộ kinh gì mấy cô mấy chú? Bộ kinh tiếp theo nữa đó là bộ kinh Du Lan. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Mà quý cô bác và anh chị em chúng ta đó thường thường hỏi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có làm lễ Du Lan không? Mình trả lời có, mà làm buổi sáng buổi chiều. Du Lan nghĩa là gì quý vị? Mùa Du Lan để là cái mùa báo hiếu. Mà không lẽ đến tháng 7 mình mới cúng sao? Phải không? Đợi gì lâu lắm. Cúng vậy ba mẹ mình sức khỏe đâu có. Mình cúng hàng ngày luôn. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu là gì? Phụ mẫu là cha mẹ, tại đường là tại nhà. Tăng Long là gì? Chữ Tăng là thêm, chữ Long là phúc. Chữ Phước là gì? Giàu sang, sung sướng, ấm no. Chữ Thọ là gì? Sống lâu, sống mãi, sống hoài với con cháu. Cầu cho cha mẹ sống lâu, đặng con báo đáp vẹn câu ân tình. Cầu cho cha mẹ sống hoài, đặng con báo đáp những ngày khổ đau. Phải không mấy cô mấy chú? Hay là mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Bởi vì thường thường ta nói lên núi đó là nhớ công cha, mà xuống sông đó là thương tình mẹ. Công cha nặng lắm ai ôi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng khổ mang. Nhân ngày thiếu sữa nuôi con, mẹ đành phải lấy nước cơm pha đường nuôi con. 7-8 tháng trường tình cha, nghĩa mẹ là đường đường trời cao. Phải không mấy cô mấy chú? Đó là mình tụng hàng ngày kinh Du Lan luôn. Bây giờ quyển kinh tiếp theo là quyển kinh gì quý vị? Bộ kinh tiếp theo đó là bộ kinh Kim Cang. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Văn Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Mình cầu cho tất cả bá tánh luôn. Rồi Nam mô Ngũ Nguyện Cầu là mình cầu cho mình nè. Bộ kinh này là bộ kinh Bát Nhã nè. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả.
bình cái chỗ này lại tí. Nam mô Phật Tổ. Phật Tổ ở đây là hai vị Phật lớn. Đức Phật A Di Đà cũng gọi là Phật Tổ. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng gọi là Phật Tổ. Phật Thầy là ai? Là những vị truyền thừa tiếp theo gọi là Phật Thầy. Phật Thầy nói cho vắn tắt, dễ hiểu, đó chính là Thầy mình. Từ bi xá tội là bớt tội, đệ tử tiêu tai là tiêu tất cả các tai nạn đó quý cô bác và anh chị. Giống cũng như mình sắp sửa mình bị bệnh sơ gan chết, bị ung thư chết, đi ra đường sắp sửa bị xe đụng chết, đi xuống sông sắp sửa bị té sông chết, nhưng nhờ cúng lại hàng ngày này mình tiêu tai. Còn tịnh sự là gì quý vị? Tịnh sự tức là mọi vật ở trên thế gian này, tâm của mình gặp các vật đó không sao động, nó không quyến rũ được lòng mình, tâm mình được cũng như là thanh tịnh. Tịnh sự ở nơi đây đó còn một cái dễ hiểu nữa đó, đơn giản nữa, tức là mọi cái sự cũng như là thị phi chỉ trích, những cái chỗ, những cái lời dèm pha, những cái lời không phải nó đưa đẩy tới mình, nhờ cúng lại hàng ngày mình cũng được qua nữa. Mà đệ tử tiêu tai tịnh sự rồi sao quý vị? Trí huệ thông minh dịch dai đắc đạo quả. Nàng Lan Anh cúng sớm, cúng chiều, cúng tới, cúng lui ở tượng mẹ Quan Âm, cầu cho con gặp người chồng, chồng con sẽ là vua và con sẽ trở thành hoàng hậu. Kết cục trở thành hoàng hậu thật sự. Hôm nay người tín đồ Phật giáo hòa hảo, Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội. Đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, thì chắc chắn rằng giai đắc đạo quả. Phải không quý cô bác và anh kia? Thì thưa quý vị, vừa qua con lượt qua cũng như mẫu chuyện và ý nghĩa sơ sơ về bài cúng, thì đến đây xin được dứt lời. Giờ đây quý vị chúng ta tiếp tục lên đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Cúng đi rồi thông báo. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn đang đến vô đầu. Nam mô Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thể, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Thanh Non Bãi Núi Cả Bứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 Duyên Nhâm Dật, tất cả chúng con có trở về Thiên Cẩm Sơn kính viếng và hiện diện đang làm lễ trước điện Vô Đầu. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, an lạc, nạn dịch bệnh chóng qua, cho người dân trở lại cảnh an nhàn hạnh phúc. Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được no cơm ấm áo. Cầu nguyện cho chủ quyền thác tổ được tịnh độ siêu sanh, cha mẹ tại đường tăng lâm phước thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng thái thương. Cầu nguyện cho phái đoàn chúng con, tất cả mọi người khi đi lẫn khi về luôn luôn được bình an vô sự, được giải hết quả căn, tiêu tai tất cả các chướng nghiệp cũng như bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, về nhà gia đạo được an lành, là năng được phấn chấn, cùng có chiên lành Phật Pháp tinh tấn tu hành đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Xá bốn xá thay cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Và làm xá ba xá viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, phần lập lễ đến đây đã xong. Nhà phải đoàn đang ở hang thơm. Mong nhờ nước về xoay đường tay, chớ nhìn nghiệp che đông say, đông say một phút cuối năm sáng, sớm tình chia tông mơ trong vị tàng, dễ nhất theo thầy Phật cần vui hỏi lần qua lần qua tiếng Phật đã ta bàn
thần diệt thủy mà nếu mãi 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 tốt lấy linh hồn chìm đắm chốn nơi hà lòng thề chưa sắp gục thì đau nghe được lời khuyên tình giới nào kiếm về dứt sông rồi quả bao lo gì cứu Phật chẳng chen vào cuộc trần ui quá khổ trường bờ đây là chốn nhất nhớ ước bao người gì nó phải bơ vơ sự nghiệp hết gia đình tan nát sớm tình ngộ lên đường giải thoát lánh xa trường bờ nếu là cơ mô tạo bán tầng thắng chí cực nở lầm khấn chẳng dứt thì cho bằng quý thì có làm y giữ lòng thắng tình từ bi giúp chúng đời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay ngày 29 tháng 2, tất cả chúng con trở về núi Thiên Cẩm Sơn kính viếng, hiện đang cầu nguyện trước hang thơm, xin phép các ngài cho đoàn vào trong hang kính viếng. Nhờ qua linh Đức Phật, chư vị sơn thần gia hộ cho tất cả chúng con được nhiều sức khỏe, vào trong hang gặp nhiều điều may mắn tốt lành, khi trở về nhà được giải quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, được kết duyên lành cùng Phật Pháp, tinh tấn tu hành đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bốn sáng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xá ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Và chương trình cũng đã xong thì chúng ta sẽ đi hang siêu mỏng đi trước nha. Và quý vị nhớ là chúng ta niệm Phật nha quý vị. Có cái hộp. Rồi bắt đầu đoàn sẽ chung hang. Nam mô A Di Đà Phật. Cặp điện thoại nón để ngoài nha quý vị, nếu ai có đi thì để gỡ bên bà con bên ngoài, dép để bên ngoài luôn, nhất là điện thoại nha, điện thoại chúng ta cần gỡ bên ngoài nha quý vị. Diễm đi là điện thoại để lại ngoài nha mày. Rồi chúng tôi đi chung thì gỡ bô bô cũng được. Quý vị mình lưu ý nha quý vị, khi chung hang chúng ta nhớ là những cái người đi trước chung bằng tay đi qua trước thì mình nhìn người đi trước là đưa tay qua trước, cái người đi trước thì người đi sau là phải nói đưa theo ngoài như vậy. Cái tay với cái đầu mình chung trước, cái mình với cái chân mình đi sau, từ từ mình đi
vừa niệm Phật vừa đi không sao. Lan ơi, lên đây cầm giùm cái điện thoại anh Phận đi, em ực vô viên thuốc mới được. Quay cho bà con theo chung hang đi, em xuống đi chị. Bác mình cũng đi nữa rồi sao bạn? Mình cũng đi nữa mình. Có bác Sáu bà không điền hơn kia, bà giữ điện thoại. À, trong cái túi mình có mấy chai dầu, có điện thoại để ngoài những cái gì. Tại vì cái hang này mình chung hang đó là mình hang là cái dầu ở điện thoại không có đi đấy ha. Rồi đó nó chạy nó mới rớt xuống rồi là không nhận lại được. Ở đây những cái gì điện thoại hay là dầu mình để cũng được. Rồi cứ bình tâm mà niệm Phật niệm về nội tâm đi, niệm nội tâm đi, niệm vô vi đi. Chung bao lắm chút xíu à, cái là ra đây à. Rồi cứ niệm Phật mình niệm trong tâm đi rồi mình đi. Cứ âm thầm đi. Chú chết à, chú chết đâu. Hay là chút chút. Mà Đức Thầy cũng có dạy là nhờ trong tu thiền mà âm thầm quá hay á, mình tu niệm cái âm thầm đi, có cái vô vi á. Ai rồi? Nặng hả? Bạn nằm đâu ta? Đưa cho Diện Chính á. Ở ở trên đây mất cỡ không dám ăn cái gì, mọi ăn cái mà đền chứ. Đặng này mất luôn. Lên đây ăn cho bà con ta nhìn này kia coi tự nhiên dưới quả mình đền nè. Ở đây ông rút ra mà tự nhiên như đó ông ngồi ăn mình đền. Dạ chúc mừng trên đó tổng đây gần sát bên à. Cái tiếp thứ hai dùng đó là 103 tiếp quậy tiếp là thật ra thì nếu mà đi ấy thì cũng nhanh lắm, chung cái đi qua tâm đó liền à, tại vì mình hãy chờ đợi trong đang thắp đèn này rồi mình đi vậy đó. Rồi quý vị chung giờ quý vị niệm Phật mà đi đi. Rồi muốn nói gì mà con nói đi, quá cái máy quay luôn rồi. Niệm Phật chúng ta mà đi như vậy đi vô được như vậy được. Đây là cái hang đầu tiên, hang rồi chúng ta tiếp tục chung dạng chung tiếp hai hang nữa. Hang này là hang không có biệt tài đặc biệt lắm quý vị. Ta nói có lần nọ đi Đà Lạt về cái tại vì những người cũng toàn chung tay hết thì con đó cái con kia cái đèn đó cũng khoảng 19 tuổi rồi. Ở trên kia có cái đi chung sợ lắm chung bé nó sợ sao sao mình không biết cái đàn cây trồng cành nào chưa đã anh Phận đó rồi mình đi lần theo người người trước lần theo cái người trước cái đầu với cái tay mình đi trước chưa từ từ hang này là mình bò nó với mình lăn á. Alo anh nghe đèn chào. Năm dài đoạn thi văn đi Vinh Yên ơi. Thành ra ông ngại đúng vậy, tội nghiệp ảnh thương anh lắm. Cái gì mình cứ chung ngang đi, anh tặng ngồi đây ảnh sẽ là người giúp gì mình ra nha. Đi Phật đi quý vị. Phật đi quý vị. Tây phương tuy ở khỏi sơ và thành tâm thì có Phật mà đáo la nha, thành tâm mới được nha. Tặng cái đèn không? Tặng không? Đốt đèn không? Sao quý vị, có quý vị nào ở chảnh có đầu ra chưa? Chưa lên hả? Chưa tới có dài như vậy. Điện điện 13 còn dài nữa. Dài cái sao tại cái đầu mình đông. Ô Phật. Hai đi ngược lên. Đi lên mới qua điện 13 tầng.
Chứ bây giờ không lẽ anh em anh thì ở trong hang mà anh cự thấy hầm găng không quý vị? Anh Tặng này thiệt tình nó nghe anh làm nhiều cái chuyện không phải nói rằng là không, mà ông nhận anh Tặng anh rất là nhiệt tình với đồng đạo. Nhà ai có đám thiệt cảm ơn cái gì điện anh xa cái nào trong hang, trong hang là tối hù à. Mặt mày thì đen còn cô mà nó giờ cô không có đồ tương ăn cô đó đó phải không? Anh mua giùm anh em là tới nhà luôn, xa cái nào đi. Ông cự nhận hầm găng ông không hả? Rồi rồi nửa viên không có uống viên, uống viên lần hơ uống thêm nữa. Em ngồi mà nó hừng 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 lên là em nói rồi tới nè sốt nữa hay gì đây nè thà đi quý vị ơi. Đúng này đúng rồi đó, hồi sáng giờ em phải ra luôn nên không mới vừa ngồi chút xíu đoạn hừng đi văng như là xỉn rượu vậy đó chút. Hổng rài á cô biết không, ở nhà nắng là lớp nào mưa. Chú biết không, còn cái chú gì nè mà lấy cái tét tét cái đi. Bây giờ nói chung là số mũi là ho sốt là tất cả hết rồi. Niệm Phật đi quý vị đồng đạo ơi. Đây là cắt khúc đi, phải cho em cài khúc này. Cái đầu hai chị cứ đi cho mặt đi đi. Đây vậy đi. Hay lắm. Không có nói nó thiệt đó. Bên này sao mình đặt theo 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 cho ta. Quay ra quay ra. Cái hàng này cũng lần đầu. Chung được có hàng bà với hàng thẻ là hai hàng đó. Chiến rồi con đi á. Đi quý vị. Cho biết. Dạ. Dẫn ổng dẫn cho mấy. Đi không ơi. Ngộ quá trời, ta hai dân cũng là làng nữa. Bà Bích ơi, bà Bích. Lên vô bút. Lên rồi. Bây giờ này là lúc kinh chiến gà hết đêm nữa. Hết vậy. Cầm gái cầm cho chú con. Hết đêm luôn mà tôi cầm cái đá đại chút đây xuống luôn. Ổng gà đó. Lên lên đó. Con xuống hàng không? Chú ơi, đúng rồi, chú cầm đi. Đó rồi đó, lên rồi. Nghe có đâu rồi. Có nói luôn hả chú hai? Quá chung xong rồi lên rồi lên hướng đó đó quý vị. Ông ngồi cho hang có gì ông bích hang hỏi đưa tiền đây. Ở trong hai nãy giờ ông ra mà ông nói cái gì mà sao tối hù không thấy đường ra. Ông đu trong cái nhau hoài mà không chịu buông cái nhau. Chung hang thơm chứ này giờ thơm luôn nha. Anh Tặng ơi. Anh Tặng. Anh Tặng ơi. Anh Tặng. Viên ơi, hỏi anh Tặng rồi sáng dụng thuốc chưa? À. Anh Tặng anh nhắn tin ra anh hỏi anh Tặng ngoài sáng dụng thuốc chưa? Đi đây anh cha. Ở trong lót à? Thôi vô đi biết. Không được, bà con đang đi ra mình đi ngược đâu có được. Anh đợi ta chung hết rồi, anh ở đây mình lên. Không, ta lên lỡ kìa, ta coi đồ, ta mình xuống. Không có nói gì sao, vậy sao, vậy sao, vậy sao, vậy sao, vậy hàng này về thông minh, khỏe mạnh. Anh chỉ cuốn mà anh bán cái số cho anh đại sang. Anh bán cái số gì nữa đó. Có xã đâu, phải bán xe mà giống trong kính. Ờ, cầu đậu, đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn, con nên trả anh trước. Hên dữ rồi. Có cái đòi trúng luôn. Cậu vô đây là bạn lên trước thì sao đây vậy rồi tới trước có đi cũng vậy luôn. Rồi. Mẹ ở đây rồi. Mẹ ngồi nó nãy lên đây kìa, ngồi ngót kìa. Đi đen ơi. Anh đen.
đen đen ơi. Ủa quên cái tay anh đen sao đi được. Bắn hai cái tay anh đen sao đi được. Được không? Đi được không? Cái tay anh gì đi được không? Đi đi. Đi đi em theo chứ không sao đâu. Cứ thấy bình an đi. Sống phải bình an. Con với chú đi hoài không sao mà giờ ngừng lên cái hừng lên liền. Con mới uống nửa viên đó. Dạ, chị để hơi mà ập miếng. Có em thêm chứ. Từ từ ra nghe. Chung cái hang thơm mà đó quý vị biết rằng là nó dính ba cái gông này kia đó quý. Rồi cái hang này nó chặn đó rồi mình chung ra đó là chính này về sạch nghiệp luôn nha. Dính ba cái bệnh, ba cái khổ sầu vậy là nó dính ở đây hết trơn luôn. Cái này về mạnh khỏe luôn quý vị. Đây có thạch nữa nè. Hồi cái cách nhau hai ba bà có ông nữa sau lưng nữa. Nó bự lên rồi. Nãy là chung hang quý vị ơi. Bây giờ là cái đường ra nè. Để quay cho anh Phận ơi. Anh đi bộ từ từ lên. Đúng như thà chắc xỉu nha. Đẹp cái đèn máy gì của anh cầm dài hai chân lại cầm được không ta? Ông trâu bấy hơn đó kìa. Cái đèn máy tôi đi. Đó giống đi. Có cầm cái đèn lên không? Tại sao bị ông tôi bị gì vậy? Con. Ủa 27 đó đi trong vỗ trong đó. Là hai mẹ con như thế này. Rồi sao té hiền? Cái đệm xe rồi nó lúng xuống nó đổ nó mặt xuống á, còn ông xài ông đậu một bên là con mang bớt ra nó bò bò qua bốt ra lại nó hụt bánh xe chứ cái đó nó tụt cái đá mặt lên nó ngã ngang mà ông cơn nó nặng quá ta chịu là không nổi ngã ngang chịu cái bò chỏ không gì đã chạy rồi. Ô chào nhân vật quan trọng luôn, sửa tới ngoài rồi ba người đó nó thôi. Ê trời ơi, chạy đi cho đông như vậy. Có hai chỗ kẹp. Trời, hang thơm. Quá thơm. Đi chưa? Đi, sợ. Hang đi rồi. Nghĩ đi rồi. Không, có cái hang này thôi, mấy hang kia đi đứng bình thường, hang kia đi rồi. Đi là bình thường, cái gì đi cho hết tỉnh. Dạ, con. Mấy người đó. Ai cầm đi đó. Sao cầm cái đèn lên. Nhìn nó mơ như vậy. Vậy đi đứng không à? Cái kia khỏe hơn, cái kia không có trừ như vậy. Cái kia đi khỏe hơn. Tối ngày ở nhà hoài, bị lớn rồi mà không cho đi đâu hết, lấy diện sợ. Tối giờ mới đi lần này nhé, đi lần nào. Phải vậy. Cho nó đi quen. Cho nó đi, nó rồi lấy gai đi, Rồi lấy gai lên đi, cẩn từ từ. Rồi sắp tới hang ngoài rồi, mời lên luôn, tới rồi quá hay luôn, mấy người chung sau. Tới rồi. Rồi kết thúc chương trình chung hang thơm bên đây đã xong nha quý vị. Chút nữa tới hang 13 rồi hang thẻ nữa. Mồ phật. Khỏe luôn. Phật độ con.
Rồi. Xanh tới đường. À, tới 70 chung lần nữa. Quá khỏe rồi. Nhưng mà hỏi chú Bi tới lên dốc kìa. Tới xuống dốc khỏe quá, giờ lên dốc lại kìa. Nãy cô nào có điện thoại ta? Thôi vậy là quên luôn hả gì rồi, đâu còn cô nào nữa. Lên, lên, lên. Vậy là quên hết rồi, điện thoại lên chánh. Hết đây mà mình đi cuối cùng hả? Còn đệ Phan sao đi tới? Còn nữa. Còn một anh thì rồi. Ủa nãy đâu thấy anh Trung vô đâu? Tới đây cũng rất dặn kinh. Còn siêu mỏng hả gì? Còn siêu mỏng. Còn bị dâm có đi nữa không? Còn gì đó? Quay lại đây. Đó rồi. Rồi. Mỏng ơi, lấy đèn lên nó xuống mỏng. Kết thúc chương trình luôn. Từ đây cũng dứt dạng kinh, nếu ai biết sợ không đinh với màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu. Chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Ai quá hay luôn, kết thúc chương trình. Còn ai nữa không? Hết luôn. Và phái đoàn của chúng ta giờ đang tới điện 13, chuẩn bị chung hang. Và con cô bác đang ngồi uống nước nghỉ mệt. Anh Điên ơi, chút xíu cúng rồi mình hãy đi anh Điên ơi. Cho cô bác nghỉ mệt chút đi. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy về tâu lại Phật đàn. Cuối sinh nhỏ phước sớm làng bình yên. Giống nội thiệt cốt gồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem mẹ bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gắm cũng kỳ cho dân. Biết sao cho tôi lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh quang. Xót lòng cây nước ma ha, hớp vô ba hớp nát là lặng tâm. Thân phùng đêm vắng thấp thầm, cửa mình cũng nhớ giấc lòng nào an. Từ nay cách tay biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng tôn phụ thầy. Nè đi ngay, máy nè. Đây là cửa điện 13. Chúc quý vị, giờ đây phái đoàn của chúng ta đến ở đây được gọi là hang điện 13, hay còn gọi là hang lẻ. Thì giờ đây đoàn của chúng ta sẽ chuẩn bị chinh phục cái hang này, tức là chúng ta sẽ chui hang. Thì trong khi chui hang đó thì dài dép hay hoặc giả là áo ấm, và cũng như cặp và bớt, biết cô bác và anh chị em chúng ta để ở trên hết. Quay anh chúc anh ở trên đây cũng còn điện thoại thì cái gì mà có cái túi đem theo. Còn không chất lượng thì quý vị gửi là ban tổ chức, ban tổ chức sẽ gửi cho quý vị. Khi lên là bắt đầu là mình sẽ lấy đi. Rồi giờ đây đoàn của mình sẽ cúng quý vị. Không như mình đứng ra đi. Đứng lên là hướng dậy. Kính lễ bà xá. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta lên tráng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cộng Đến Chứng Minh. Hôm nay ngày 29 tháng 2, tất cả chúng con trở về núi Thiên Cẩm Sơn kính viếng. Hiện diện xin phép các ngài cho đoàn vào trong hang điện 13 kính viếng. Nhờ qua linh chư Phật, Chư Vị Sơn Thần gia hộ cho tất cả chúng con được nhiều sức khỏe, khi vào hang gặp nhiều điều may mắn tốt lành, khi trở về nhà được giải quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, được kết duyên lành cùng Phật pháp, nguyện tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính bốn tháng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Và xá ba tháng. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm. Rồi bắt đầu chúng ta chuẩn bị đi ha. Ôi trời, mà lấy cái máy rồi sao ơi. Đây. Đi. Rồi quý vị cần đến thăm thì cho anh Thuận đi trước. Từ từ. Cho anh Thuận đi trước. Từ từ. Niệm Phật nghe. Việc đời xin gỡ lại trần ai. Dâu rể chớ con chuyện đúng sai. Xin chớ miệng bàn nơi cửa Phật. Để tâm thanh tịnh với Như Lai. Vừa chung hang điện 13 vừa niệm Phật quý vị ơi. Để tranh thủ thời gian chúng ta cũng như đi có máy lẹ. Cho nên quý vị chúng ta mà đi vô trong hang gặp Liên Hương cũng khá thôi nha quý vị. Rồi mình tiếp tục mà đưa về. Từ từ. Để chú vô đốt đằng cày mà thấy đường đi chứ mấy cha. Ừ, đường đi. Từ từ. Có để cho ta đi nè, đi trước. Anh đang đi rồi tới mấy bác lớn tuổi rồi mới tới mấy cô, xen vô xen kẻ vô. Đi.